Nguyễn Thị Thanh Nhàn, khuynh đảo Bộ Quốc phòng, Ngô Xuân Lịch và Đinh Tiến Dũng tiếp tay. Những gói thầu mà bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã trúng trên khắp Việt Nam chỉ là bề nổi của công ty IEC mà thôi. Báo chí nước ngoài đề cập đến vai trò của bà Nhàn trong việc môi giới mua bán vũ khí giữa Israel và Việt Nam. Trong Bộ Quốc phòng hiện nay có hai phe. Một phe thì trung thành với nhà cung cấp vũ khí Nga, phe còn lại thì muốn mua vũ khí của phương Tây với nhiều ưu việt hơn. Năm 2015, Tổng thống Mỹ lúc đó là ông Barack Obama đã ký lệnh xóa bỏ cấm vận vũ khí sát thương với Việt Nam. Nghĩa là Mỹ đã mở đường cho Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp cận với vũ khí tối tân của Mỹ. Sau đó, Việt Nam đã có tiếp xúc với Mỹ để đặt vấn đề mua vũ khí. Tuy nhiên, hợp đồng đổ vỡ khi Việt Nam đặt vấn đề với Mỹ nâng khống giá hợp đồng, rồi ngắt phần trăm lãi quả cho những quan chức Việt Nam lên đến 25% tổng giá trị hợp đồng. Đây là một số tiền rất lớn khi mỗi hợp đồng hàng tỷ đô la thì quan chức đút túi 250 triệu đô la. Vì lý do này mà phía Mỹ không làm ăn với Đảng Cộng sản Việt Nam về buôn bán vũ khí. Ông Ngô Xuân Lịch, người đã để IEC của bà Nhàn nhảy vào lĩnh vực mua bán vũ khí quân dụng. Làm ăn trực tiếp với Mỹ không được, nhưng có thể làm ăn với đồng minh của Mỹ như Israel. Bởi vũ khí Israel có một phần chuyển giao công nghệ từ Mỹ, và đó cũng là nhà cung cấp vũ khí dễ tính hơn Mỹ. Thời điểm Bộ Quốc phòng Việt Nam có chủ trương kết nối với Israel là thời ông Ngô Xuân Lịch làm Bộ trưởng và ông Phan Văn Giang là Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, kiêm Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Theo thông tin cho biết, bà Nhàn là tình nhân của ông Phan Văn Giang trong giai đoạn Bộ Quốc phòng chuyển hướng sang mua vũ khí của Israel. Chưa biết đúng hay sai, cần phải kiểm chứng thêm. Lúc này, Bộ Quốc phòng cần một doanh nghiệp đại diện để nhập vũ khí về cho Việt Nam. Thời điểm đó, Bộ Quốc phòng có hai doanh nghiệp được cho là đầu tàu chuyên nhập vũ khí về quân đội, đó là Tổng Công ty Xuất nhập khẩu Tổng hợp Vạn Xuân Vasuco và Tổng Công ty Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp Quốc phòng GIT. Tuy nhiên, hai doanh nghiệp lâu đời này thân với nhóm lợi ích nhập vũ khí từ Nga, nên nếu giao vai trò nhập khẩu vũ khí phương Tây cho nhóm này thì sẽ khiến cho miếng bánh lại quả khi mua vũ khí bị chia năm xẻ bảy với mối lợi rất khủng. Vì vậy, nhóm của ông Ngô Xuân Lịch, Phan Văn Giang cần một doanh nghiệp mới mà trong đó chính họ phải ăn trọn phần lãi quả. Ông Đinh Tiến Dũng, người đảm bảo cấp vốn cho IEC nhập vũ khí về cho Việt Nam. Sẵn có người tình làm chủ doanh nghiệp chuyên thực hiện các dự án vốn ngân sách, ông Phan Văn Giang được cho rằng đề xuất đưa IEC của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn vào và được Ngô Xuân Lịch chấp nhận. Trong nhóm lợi ích mới này, ngoài hai nhân vật đứng đầu Bộ Quốc phòng vừa nêu, còn có Thiếu tướng Lưu Sĩ Quý, Cục trưởng Cục Tài chính Quân đội Nhân dân Việt Nam, và thêm một nhân vật duyệt cấp vốn cho IEC để mua vũ khí, đó chính là Đinh Tiến Dũng, Bộ trưởng Bộ Tài chính khi đó. Dòng vốn được khai thông từ Đinh Tiến Dũng rót vào tay Lưu Sĩ Quý. Nhiệm vụ của Lưu Sĩ Quý là ngăn cản hai doanh nghiệp Vasuco và Kết nhúng tay vào, hướng dòng vốn chảy vào IEC của bà Nhàn. Bà Nhàn được ông Ngô Xuân Lịch và ông Phan Văn Giang tin tưởng giao cho vai trò môi giới nhập khẩu vũ khí về cho Bộ Quốc phòng. Một nguồn tin riêng cho biết việc kết nối trực tiếp giữa Israel và Bộ Quốc phòng là điều đơn giản nhưng cần phải có môi giới, bởi môi giới là nơi nhận tiền, nâng giá rồi chia lại quả. Đó cũng là chi phí được cho là hợp pháp đối với bên bán, còn nếu nâng khống và thối lại tiền trực tiếp không có môi giới thì sẽ rất khó giải trình. Vụ bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn tại Bộ Quốc phòng rất lớn và rất nghiêm trọng, liệu ông Tổng có dám khôi ra hay không? Hiện nay, ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đang lấy cớ từ sai phạm của IEC trong các gói thầu của chính quyền các tỉnh để mà tóm bà Nhàn. Khi có bà Nhàn trong tay thì sẽ tiếp tục khôi ra vụ bà Nhàn làm môi giới cho Bộ Quốc phòng. Nhưng vụ này sẽ chỉ làm kín bởi đây là vấn đề liên quan đến nhiều bí mật quốc gia không thể công khai, vì nó dính líu đến rất nhiều những loại vũ khí bí mật mà Việt Nam đã đặt mua của nước ngoài, đặc biệt là từ Israel. Bộ Quốc phòng là nơi cần phải giữ nhiều bí mật, mang tính sống còn đối với vấn đề bảo vệ đất nước. Việc đưa một doanh nghiệp bên ngoài nhảy vào, giành lấy vai trò nhập vũ khí là cách mà Ngô Xuân Lịch và Phan Văn Giang đem bí mật quốc phòng trao vào tay doanh nghiệp bên ngoài.
tội của nhóm lợi ích này rất lớn. Vậy ông Tổng bao giờ mới cho sở gáy đến những nhân vật như vậy? Và tại sao phải chờ tóm bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn mà không làm ngay? Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin Nguyễn Thị Thanh Nhàn khuynh đảo Bộ Quốc phòng, Ngô Xuân Lịch và Đinh Tiến Dũng tiếp tay hay không? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Chân đất sét đạp ga, vượng lái xe VinFast ủi vào mọi rào cản. VinFast công bố danh sách doanh số bán ra cả năm 2023 là gần 35.000 chiếc xe điện, trong đó lượng lớn tiêu thụ ở thị trường nội địa. Chỉ SM Taxi của ông Phạm Nhật Vượng lại là khách hàng lớn nhất của công ty này. Còn nhớ trong đại hội cổ đông thường niên của tập đoàn VinGroup diễn ra vào ngày 17 tháng 5 năm 2023, cổ đông đã chất vấn rằng bao giờ VinFast đạt được điểm hòa vốn. Lúc đó, ông Phạm Nhật Vượng, chủ tịch VinFast trả lời, VinFast dự kiến bán 50.000 xe trong năm nay, có thể hòa vốn vào cuối năm 2023. Vào năm 2023, bán gần 35.000 chiếc xe ô tô điện, xem như mục tiêu bán 50.000 chiếc xe ông Vượng đã thất bại. Như vậy là mục tiêu bán 50.000 chiếc xe điện trong năm 2023 đã không thể hoàn thành. Việc mục tiêu đạt điểm hòa vốn trong năm 2024 có thể thành hiện thực hay không cũng đang là câu hỏi được đặt ra. Có lẽ đại hội cổ đông lần tới, ông Phạm Nhật Vượng không phải là người trả lời chất vấn mà đẩy cho bà Lê Thị Thu Thủy, bởi mấy đây ông Phạm Nhật Vượng và bà Lê Thị Thu Thủy đã hoán đổi vai trò cho nhau. Vào năm 2023 phải bán được 50.000 chiếc xe thì năm 2024 mới cán mốc hòa vốn, theo lời ông Vượng. Vậy có thể xem mức doanh số 50.000 chiếc xe là giới hạn thấp nhất để đạt điểm hòa vốn trong năm 2024. Tuy nhiên, trong tình hiện nay, liệu năm 2024 có bán được trên 50.000 xe hay không đang là câu hỏi rất lớn. Hiện nay, ông Phạm Nhật Vượng đã là giám đốc điều hành của công ty VinFast. Mọi hoạt động ông sẽ quyết định thành bại của VinFast, chứ không thể quy trách nhiệm cho ai khác được nữa. Startup là những công ty khởi nghiệp non trẻ. Nếu họ nắm được một phát minh mới, công nghệ mới, mô hình kinh doanh mới, thì họ có khả năng vươn lên thành kỳ lân, vì nắm giữ trong tay lợi thế vượt trội mà các doanh nghiệp lâu đời không có. Còn startup mà đi sau thì gần như 100% sẽ là kẻ thất bại, bởi họ không thể cạnh tranh nổi với các ông lớn đã khẳng định được sức mạnh trên thương trường. Đến giờ mới ve vãn Indonesia thì xem như ông Vượng đã chậm chân hơn đối thủ rất nhiều. Khi tiến hành mang quân đi đánh xứ người, lẽ ra ông Vượng nên chọn thị trường dễ tính, dễ tiếp cận khách hàng, thay vì ông nhảy ngay vào thị trường khó tính như thị trường Mỹ. Việc xâm nhập vào thị trường Mỹ đã được ông Vượng lên kế hoạch từ năm 2021 khi ông cho thành lập công ty VinFast tại Singapore. Mất 2 năm vất vả, đi cửa chính không được, buộc lòng ông phải đi cửa phụ, VinFast mới lên được sàn Nasdaq. Tuy nhiên, việc lên sàn Nasdaq chỉ là thành công nhỏ, việc huy động được vốn trên sàn Nasdaq mới là điều quan trọng nhất. Nhưng mọi sự không như kỳ vọng. Hiện nay, giá cổ phiếu của VinFast chỉ quanh quẩn ở mốc từ 5 đến 6 đô la, khiến việc xây nhà máy ở Mỹ là rất khó suôn sẻ. Lượng xe bán ra trên thị trường Mỹ thì eo uột, huy động vốn cũng chỉ nhỏ giọt, xem ra ông Vượng đã định hướng nhầm lẫn. Nếu năm 2021 ông nhanh chân chiếm lĩnh các thị trường này thì nay VinFast đã có được thị phần ở đây. Bây giờ các thị trường này đã quen với những tên tuổi lớn như Tesla và Biden, e rằng VinFast khó mà chen được vào cơ hội, thành công thì là rất thấp. Ông Elon Musk đã đi trước ông Phạm Nhật Vượng rất nhiều. Các đối thủ của ông Vượng đã đi từng bước vững chắc, cả Tesla và Biden đều trụ vững trên sân nhà rồi mới đem quân đi đánh xứ người. Tesla là hãng xe điện của Mỹ, khi họ đứng vững trên thị trường Mỹ thì việc chen chân vào một thị trường dễ tính với họ không thành vấn đề. Biden của Trung Quốc vẫn chọn thị trường dễ tính ngoài thị trường nội địa để mà xí phần trước. Không như ông Phạm Nhật Vượng, chọn thị trường khó để mà đánh trước, đánh mãi không thắng mới quay về thị trường dễ tính,
thì khi đó bản thân đã tụt hơi vì vừa chậm chân vừa bị tổn hao nguyên khí và mất rất nhiều tiền của. Hơn nữa, VinFast còn chưa thể đứng vững trên thị trường nội địa, bởi ngay tại Việt Nam, VinFast đã mang rất nhiều tai tiếng cả về chất lượng xe và cách mà họ ứng xử với khách hàng. Những điều đó khiến cho thị phần của họ ngày một thu hẹp. Một sai lầm chết người nữa của VinFast đó là cố che đậy cái xấu của mình bằng cách như tuyên giáo Cộng sản vẫn làm. Nếu VinFast không thể cải tiến chất lượng để lấy lại niềm tin mà cứ trượt dài theo cách làm của đảng thì VinFast sẽ chóc gốc ngay trên sân nhà là điều khó tránh khỏi. VinFast đang đắp đôi chân cho mình bằng đất sét, làm sao đứng cho vững đây. Quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin Chân đất sét đạp ga vượng lái VinFast ủi vào mọi rào cản. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.